Huyền Thu và Canh Sống để hạnh phúc. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong video clip ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian của mình để theo dõi và ủng hộ những video clip của chúng tôi. Quý vị thân mến, sống ở đời, ai trong chúng ta cũng muốn được người khác yêu quý. Bởi khi được mọi người yêu quý, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì được mọi người giúp đỡ và tín dụng. Đó là mong muốn rất chính đáng. Vậy thì, đã bao giờ quý vị thắc mắc tại sao lại có những người luôn nhận được thiện cảm từ những người xung quanh hay chưa? Việc đó hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên mà chứa đựng những bí quyết riêng. Ai cũng muốn được mọi người xung quanh yêu mến và dành sự tin tưởng. Nhưng để đạt được điều đó, cần phải biết dựa vào cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Mời quý vị cùng đón xem và đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ video đến người thân của mình quý vị nhé! 4 việc vô bổ chỉ có người ngu mới làm. 1. Lấy mình làm tiêu chuẩn. Bản thân mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai. Vì lẽ đó mà những hành vi, thái độ, suy nghĩ cũng khác nhau. Nhưng thật kỳ lạ rằng nếu có ai làm một việc gì đó chưa đúng hoặc không khớp với cách thức của bản thân, thì chúng ta lại lôi người đó ra phán xét, đánh giá mà chẳng cần biết lý do tại sao họ lại làm như vậy. Cuộc sống là muôn hình vạn trạng, bản thân mỗi cá thể là những gam màu khác nhau. Chính vì thế mà mỗi người trong chúng ta đều có quyền lựa chọn cho riêng mình những điều được bản thân cho rằng đó là giá trị nhất. Có người chọn danh tiếng, có người chọn địa vị, có người thì lại chọn cho mình một cuộc sống an nhàn để hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, không bon chen với đời. Thế nhưng, nếu mọi chuyện được diễn ra một cách thuận lợi như vậy thì đã chẳng bao giờ có sự xuất hiện của những lời soi mói, đánh giá hoặc chỉ trích. Đáng tiếc rằng, dường như việc đánh giá người khác lại trở thành thú vui mỗi ngày của người đời. Chúng ta không đủ để bao quát về mọi thứ, chỉ nhìn nhận phiến diện một lớp vỏ bên ngoài. Vậy nên, đừng lấy cái thước đo chuẩn mực của bản thân mà khẳng định rằng điều đó hoàn toàn phù hợp với người khác. Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai. Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi thời gian của bạn luôn phải dành ra để có chuyện nhằm đánh giá người khác hay không? Có thể hôm nay họ vẫn sống theo tiêu chuẩn của bạn, nhưng phải chịu sự xét nét từ chính bạn. Nhưng sẽ chẳng có gì bất ngờ khi một thời gian sau bạn sẽ chính là người phải sống theo quy chuẩn của người khác. 2. Lấy lòng người khác. Cuộc sống khó khăn nhất là chuyện gì? Đó là biết tự hài lòng với chính mình. Bởi lẽ mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, cho nên không cần phải gượng ép bản thân để lấy lòng bất cứ kẻ nào. Vốn dĩ con người không hoàn mỹ, điều đó là không thể phủ nhận. Song có lẽ mỗi chúng ta đều mong muốn một lần trong đời được làm vầng hào quang, tỏa sáng khắp trời đất. Thế nhưng không có nghĩa là phải đi lấy lòng kẻ khác để tìm chút hư vinh, để có chút ngẩng cao đầu với đời. Bởi danh lợi vốn chỉ là thứ hão huyền. Nó khóa chặt trí tuệ người ta lại, làm cho ta cảm thấy phiền não mà trở nên già nua, bệnh tật. Hãy luôn luôn sống tích cực, an nhiên. Hãy bao dung với chính bản thân mình. Hãy học cách nhìn vào nội tâm của mình, thay vì mãi chạy theo người khác, tìm thấy sự an ủi trong tâm mới là niềm hạnh phúc nhất. 3. Luôn nghĩ về bệnh tật. Một trạng thái lý tưởng nhất của người đời chính là tâm thượng vô sự, nhân thượng vô bệnh, khẩu đại, hữu tiền. Nghĩa là trong tâm không lo nghĩ, an nhiên, trên người không có bệnh, trong túi không có tiền. Không ai dám chắc rằng mình sẽ không có bệnh, càng không thể tự làm cho mình miễn nhiễm khỏi mọi loại bệnh tật xâm nhập. Một khi trong tâm lo sợ thì bệnh tật sẽ tự lấn tới. Càng sợ bệnh tật thì tật bệnh càng dễ dàng tìm đến cửa nhà. Bất cứ lúc nào bạn cũng nên nhớ kỹ, thân thể khỏe mạnh là trên hết. Cảnh giới cao nhất để khỏe mạnh là yêu chính bản thân mình. Trách nhiệm lớn nhất đối với người thân trong gia đình chính là tự mình phải khỏe mạnh. Đã muốn sống khỏe mạnh, an nhiên thì đương nhiên không nên suy nghĩ nhiều. Không chỉ cần kiểm tra sức khỏe định kỳ
luôn bảo trì trạng thái vận động, sinh hoạt điều độ, tuân theo quy luật của tạo hóa, mà còn phải đề cao đạo đức, cảnh giới tư tưởng. Một khi tâm tính nâng lên thì sức khỏe cũng theo đó mà tốt lên, sinh mệnh đạt đến cảnh giới cao, có thể chống lại mọi tật bệnh. Nhưng một khi bệnh nặng thật sự đã tìm đến cửa nhà thì cũng không cần phải tự trách mình, trách người. Hãy điều chỉnh lại tâm thái cho tốt, suy nghĩ tích cực, hành thiện tích đức, có như thế mới có thể chống lại được tai họa. 4. Nuối tiếc quá khứ, lo lắng tương lai. Có một lão hòa thượng hỏi đồ đệ, nếu chúng ta bước về phía trước, đi từng bước thì sẽ gặp phải cái chết, thế thì ta nên phải làm như thế nào? Đệ tử trả lời không một chút do dự, ta đi sang bên cạnh ạ. Điều khiến cho người ta cảm thấy thống khổ nhất là gì? Ấy chính là những khổ nạn và phiền não trong quá khứ vẫn luôn bủa vây tâm trí ta, làm cho cuộc sống hiện tại trở nên ảm đạm, không có ánh sáng. Trong khi cuộc sống đích thực của ta lại chính là ngày mai, là tương lai rộng mở đang đón chờ. Quá khứ làm ta lo lắng, phiền não mà cảm thấy bất an. Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ, đừng để bóng đen dĩ vãng ám ảnh những ngày hiện tại. Đừng ngần ngại vì ngày mai chưa đến, đừng lo âu trước nỗi vô thường. Chuyện ngày mai hãy cứ để ngày mai quyết định. Thực sự cảm thấy không còn đường đi, tiến về phía trước không còn được nữa thì hãy đi sang bên cạnh, hãy vòng qua phía sau, hãy bình tâm, tĩnh trí, nghỉ chân một chút. Có lẽ bạn sẽ nhận ra cửa sinh trong con đường tuyệt vọng. Quý vị thân mến, để có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta luôn phải để cho bản thân được thoải mái, bình yên. Và khi nắm được những điều này, ai cũng có thể sống một cuộc sống thật vui vẻ, bình an. 1. Hạnh phúc sẽ chẳng đến với ai không biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu cảm thấy những điều mình đang có là thừa thãi, chẳng là gì, thì làm sao mà ta có thể sống hạnh phúc được? Hạnh phúc bắt nguồn từ sự trân trọng những điều ta có, dù cho chúng có nhỏ nhặt đến mức nào đi nữa. Có thể những gì bạn đang có là những gì mà người khác đang thèm khát, vì thế đừng chê bai bản thân của hiện tại và ghen tị với hiện tại của người khác. Nếu muốn, bạn vẫn có thể dùng sức của mình để có thêm được những thứ mà mình mong muốn. Chỉ là đừng bao giờ chê bai và vứt bỏ những gì mình có ở hiện tại. 2. Không có con đường nào được định sẵn dẫn chúng ta đến sự hạnh phúc. Mà quá trình tìm kiếm hạnh phúc mới chính là một con đường của mỗi người. Ai cũng biết câu nói nổi tiếng của triết gia người Trung Quốc rằng trên đời này làm gì có đường đi, người ta đi mãi thì mới thành đường đó thôi. Hạnh phúc cũng đơn giản tựa hệt như thế. Trong mỗi chặng hành trình ta bước đi trên đời, hạnh phúc là điều luôn hiện diện xung quanh đây và chờ cho ta tìm ra, nhặt lấy, trân trọng. Chẳng có một con đường nào trên đời kỳ diệu đến nỗi chỉ cần bước đi đến cuối thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc cả. Sự hạnh phúc là cả một quá trình xây dựng, nỗ lực và cố gắng của con người. Chúng ta muốn gì, ở bên cạnh ai, đạt thành tựu to lớn ra sao để được hạnh phúc thì đều cần phải kiên trì và dũng cảm đặt ra kế hoạch rồi thực hiện nó đến lúc nào thành công thì thôi. 3. Sự bình yên, tĩnh lặng, ngự tại tâm thức của mỗi người. Chúng ta không cần phải cất công tìm kiếm sự bình yên cho chính bản thân mình ở bất cứ nơi đâu cả. Những lần đối mặt với khó khăn, thách thức trong cuộc sống, ta luôn hy vọng mình có thể vượt qua và cầu cho mọi sóng gió sớm tan biến. Nhưng chuyện có thể bình tĩnh và lạc quan lúc này là điều thật không dễ dàng chút nào. Vì mọi cảm xúc tiêu cực đã chiếm trọn tâm trí của mỗi người rồi. Hãy hít một hơi thật sâu và thở phào ra. Sự bình yên luôn xuất phát tại tâm thức của mỗi người. Chỉ cần bạn cảm thấy bình yên thì vạn sự đều chắc chắn sẽ bình yên. Đừng suy nghĩ hay đặt nặng quá nhiều cảm xúc vào một vấn đề gì đó. Hãy yên lặng và tìm kiếm cho bản thân một khoảng lặng trong tâm. Quên đi hết mọi chuyện trong đời. Cũng đừng tìm kiếm sự bình yên
từ một điều gì đó, dù là hữu hình hay vô hình ngoài xã hội kia. Người có thể khiến bạn bình yên nhất, ngoài bạn ra thì không còn một ai khác nữa. 4. Suy nghĩ của một người cũng có thể thay đổi được cả thế giới. Chúng ta chính là người mà mình nghĩ là mình sẽ trở thành trong tương lai. Mỗi người đều có cho mình một ước mơ, hoài bão, khát vọng. Có thể là chúng nhỏ nhặt hoặc to lớn. Nhưng đã dám ấp ủ thì ta cũng phải dám thực hiện. Chưa đi đến đích thì chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Những suy nghĩ, ý tưởng mà ta ấp ủ không bao giờ là điều viển vông, xa vời và không bao giờ có thể thực hiện được. Làm sao bạn biết nó sẽ không bao giờ thực hiện được nếu bạn không thử áp dụng vào thực tế và biến nó trở thành sự thật? Hoặc cũng có thể trong quá trình dựng xây, bạn gặp những khó khăn, chê cười, chỉ trích từ những người xung quanh. Nhưng điều đó có là gì nếu bạn toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành mơ ước của mình? Hãy luôn kiên trì tin tưởng vào bản thân mình và chứng minh cho tất cả mọi người thấy bạn không chỉ là một kẻ mộng mơ rồi thôi, mà bạn chính là một kẻ mộng mơ có khả năng thay đổi cả thế giới. 5. Khi tâm trí thanh thản, mọi niềm vui sẽ trở thành cái bóng và đi theo bạn suốt cả cuộc đời này. Sở dĩ chúng ta mãi vướng bận, buồn bã là vì trong tâm còn quá nhiều điều lo lắng, sợ hãi. Để tâm trí trong sạch và thanh thản cũng cần có một quá trình hình thành. Không phải nói là có ngay được, nhưng tất cả cũng chỉ là phụ thuộc vào bản thân mỗi người có muốn tâm trí mình được thanh bạch hay không. Chúng ta phải sống và làm những điều thiện, không hổ thẹn với lương tâm mình và với cả những người xung quanh mình nữa. Khi tâm trí thanh thản, mọi cát bụi cuộc đời thường dơ bẩn đều sẽ được gột rửa. Cho dù bạn làm việc gì thì đều cảm thấy vui vẻ và bình yên. Chiến thắng bản thân mới chính là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi người. Vì thế hãy sống với những chân lý mà mình vẫn luôn tin tưởng và hoàn thành những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.